Tuấn sẽ giới thiệu với các bạn một loại phiên bản, đây là còn gọi là lão bản bằng chữ chuyện để dùng để mua lần. Thì đây mình có rất là nhiều kích thước size và chất liệu ở đây. Đây là bằng đồng này, đây là bằng đồng này, đây bằng đồng mình đánh vào này, và đây bằng inox. Inox thì ở đây mình có mấy size để cho các bạn lựa chọn để mua lần. Đây là size đường kính 25 cm hoặc là 26 cm, đây là 30 cm này. Kích thước của cặp này là 30 cm này. Đây của cặp này là 26 cm này. Đây có loại này là loại 20 cm này. Đó, đây là 30 cm này. Còn inox của đây thì mình có size 25 cm và size 32 cm. Giá hiện tại có inox này thì cặp này 200 ngàn, 200 ngàn một cặp. Còn cặp 32 cm là 220 ngàn một cặp. Cặp bằng đồng 30 này là 450 ngàn một cặp. Cặp nhỏ 256 cm này thì 300. Còn cặp 20 này thì 250 một cặp. Cặp này bằng đồng và anh cặp này hơi mỏng hơn một chút thì giá của cặp này mình bán ra là 300 ngàn một cặp. Các bạn có thể nghe tiếng của nó, thành rất là vang. Đây, có thể nghe cặp nhỏ hơn. chốngphongvân.vn để tham khảo thêm nhiều mẫu mã cũng như là nâng sư dòng hoặc là truy cập chủ trận áp bạc này để các bạn đặt mua online trên website hoặc gọi điện thoại online đến số 0989875628 để đặt hàng. Tất cả những gì các bạn muốn để trao đổi lân thì hãy đến cơ sở sản xuất nâng sư dòng Phong Vân tại Hà Nội, Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn luôn chào đón các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều.